Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt cùng hàng triệu cư dân mạng kêu gọi lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới từ chức. Nhiều người Việt cùng gần 1 triệu dân cư trên mạng thế giới đã ký vào bản thỉnh nguyện thư kêu gọi Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từ chức vì cách xử lý đại dịch corona mà cho tới ngày 23 tháng 4 đã làm cho 2,6 triệu người nhiễm và 183.000 người chết trên toàn thế giới. Thông báo cho biết, chúng tôi thực sự nghĩ rằng ông Tedros không phù hợp với vị trí Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Thỉnh nguyện thư với gần 1 triệu chữ ký trên trang web change.org đã viết đồng thời yêu cầu nhà lãnh đạo của cơ quan Liên Hợp Quốc từ chức ngay lập tức. Đây là hình ảnh, mặc dù trang web kêu gọi ký tên yêu cầu ông Tedros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới từ chức bị chặn ở Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, nhưng tổng số người ký tên đã vượt qua 1 triệu là mục tiêu khởi xướng ban đầu đề ra. Lời kêu gọi cũng cho rằng ông Tedros tin vào con số người chết và nhiễm bệnh mà chính phủ Trung Quốc cung cấp cho mình mà không điều tra. Trả lời Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Việt ngữ từ Sydney, Úc, ký giả Nguyễn Vi Túy vốn ủng hộ thỉnh nguyện thư nói rằng ông Tedros phải chịu trách nhiệm rất lớn trong việc đưa toàn cầu đến thảm họa này. Và nếu ông ấy hành xử đúng công việc của ông ấy thì có lẽ số người tử vong cũng như tác hại của dịch bệnh có thể đã giảm bớt và được chặn đứng một cách nhanh chóng hơn. Ông Túy đã nói như vậy. Và ông nhận định tiếp vì lý do vì sao nhiều người Việt ký vào lời kêu gọi lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới từ chức. Ông nói, đối với người Việt có một yếu tố khác đó là liên quan tới vấn đề Trung Cộng hay gọi là Trung Quốc. Vì Trung Cộng cho tới nay, ai cũng đều biết rằng con virus có xuất phát từ Vũ Hán và đó là nguyên nhân cội rễ của vấn đề. Đối với người Việt trên toàn cầu, có một vấn đề khác, người ta nhìn Trung Cộng như một thảm họa không những riêng về vấn đề đại dịch mà còn là vấn đề tồn vong của đất nước Việt Nam trong tương lai. Và trước khi ngừng cung cấp ngân quỹ hơn 400 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới vì điều mà ông nói là thất bại trong việc xử lý virus corona, Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã nói rằng tổ chức này nghiêng về Trung Quốc và thúc đẩy thông tin sai của Bắc Kinh dẫn tới đại dịch bị lan rộng. Hồi giữa tháng 1, tweet của Tổ chức Y tế Thế giới viết rằng các điều tra ban đầu của chính quyền Trung Quốc không phát hiện bằng chứng rõ ràng về việc virus corona lây từ người sang người. Và trong một cuộc họp báo vào hôm 22 tháng 4 năm 2020, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói ông hy vọng chính quyền của ông, Tổng thống Mỹ Donald Trump, sẽ cân nhắc việc ngưng hỗ trợ tài chính, đồng thời nói rằng virus corona sẽ tồn tại với chúng ta trong một thời gian dài. Và trước các chỉ trích cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đáng lẽ phải hành động sớm hơn nữa, ông Tedros đã bảo vệ quyết định tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc tế mức cảnh báo cao nhất của tổ chức này vào ngày 31 tháng 1 và nói thêm rằng đó là thời điểm đúng đắn và thế giới có đủ thời gian để phản ứng. Đây là hình ảnh chụp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 28 tháng 1 năm 2020. Với chú thích ảnh như sau, nhiều người chỉ trích lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới quỵ lị trước Trung Quốc. Và tới ngày 23 tháng 4 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn chưa có phản ứng chính thức nào đối với thỉnh nguyện thư mà phóng viên của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Việt ngữ có thể nhìn thấy không ít tên tiếng Việt được đăng ký ở đó. Một người có tên là Trâm Ly bình luận bằng tiếng Anh như sau. Ông ta không làm tốt công việc của mình. Một người khác tên Hoa Nguyễn viết như sau. Ông ta cần phải ra đi và chúng ta cần phải thay máu với người trẻ hơn, biết cần phải làm gì và không cần lẫn lộn giữa chính trị và công việc họ phải thực hiện cho thế giới. Ông Tedros, nhà nghiên cứu người Ethiopia, lên làm Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2017 với nhiệm kỳ 5 năm. Ông là người không có chuyên môn về bác sĩ đầu tiên cũng như người gốc Phi đầu tiên lên nắm vị trí này. Khi được hỏi trong trường hợp Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros lắng nghe lời kêu gọi của người dân trên thế giới và từ chức thì ông ta hy vọng gì vào một người lên thay thế như vậy. Ký giả Nguyễn Vi Túy cho biết kỳ vọng vào một người hữu hiệu và có trách nhiệm hơn trong tương lai. Và chúng ta cần có một người có tài năng, nhạy bén và phải trung lập trong mọi tổ chức trên thế giới, không thể nghiêng về một đất nước nào, con người nào, nghiêng về một màu da, sắc tộc nào để hành xử, quyền hạn
và chức vụ của mình. Ông Túy đã nói như vậy. Và trên trang Twitter hôm 21 tháng 4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros đã viết một từ tiếng Anh có nghĩa là tha thứ mà không giải thích gì thêm. Từ Pháp, Paris, nhà báo độc lập Tường An Cazao đã đưa ra lời bình luận của mình về quyết định của Tổng thống Donald Trump đối với Tổ chức Y tế Thế giới. Như một bài nói chuyện của ông nói rằng Mỹ đã đóng góp ngân khoản cho Tổ chức Y tế Thế giới này là từ 400 đến 500 triệu đô la hàng năm, trong khi Trung Quốc chỉ có 40 triệu, theo con số của năm 2014. Và cho đến bây giờ, con số này đã lên là 86 triệu, nhưng mà dĩ nhiên vẫn còn thua Mỹ rất là nhiều. Đây là hình ảnh Bill Gates diễn thuyết vào ngày 3 tháng 4 năm 2015 trên diễn đàn TikTok dự báo về đại dịch mà thế giới chưa có sự chuẩn bị, với hình vẽ giống như virus Vũ Hán. Tổ chức Y tế Thế giới đã không làm đúng nhiệm vụ của mình, thành ra quyết định của ông Trump là đúng. Nhưng mà cách giải quyết phải nói thêm. Chúng ta biết rằng Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới ông Theros là một người được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hậu thuẫn vào ghế lãnh đạo của tổ chức này, cho nên chúng ta không lạ gì khi mà ông Theros có những thái độ được cho là rất thân với Trung Quốc. Và qua những phát biểu của ông Theros một vài tuần sau khi ông lên nhậm chức là ông khen Tập Cận Bình, khen Trung Quốc về vấn đề dịch virus khởi phát từ Vũ Hán, chúng ta thấy Tổ chức Y tế Thế giới đã rất chậm trễ trong việc công bố đại dịch. Và ông Theros trong lần gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đã khen ông Tập có những giải quyết và cách phương pháp là rất tốt, sau đó lại khen Trung Quốc có những biện pháp rất tốt, lại nói là nhờ Trung Quốc mà thế giới có thời gian để đối phó. Và Tổ chức Y tế Thế giới cũng không lên tiếng kêu gọi đóng cửa biên giới, giới hạn và nhiều vấn đề khác. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới vào ngày 22 tháng 4 cho biết ông hy vọng Mỹ sẽ xem xét lại việc đóng băng nguồn quỹ tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới và nói sẽ tiếp tục làm việc dù đã có lời đề nghị từ chức từ Hạ viện Mỹ. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros cho biết ông hy vọng rằng Mỹ tin rằng cơ quan này là một khoản đầu tư quan trọng, không chỉ để giúp đỡ người khác mà còn để giữ an toàn cho Mỹ trong bối cảnh đại dịch đang bùng phát. Và khi được hỏi liệu có cân nhắc về việc đề nghị từ chức hay không, ông Theros cho biết tôi sẽ tiếp tục làm việc cả ngày lẫn đêm vì đây là một công việc rất cao quý và tôi hiện tại sẽ chỉ tập trung vào trách nhiệm cứu người. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Theros, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới. Tiến sĩ Mick Grain, Giám đốc phụ trách trường hợp khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc Mỹ dừng tài trợ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động cốt lõi như chủng ngừa trẻ em, nỗ lực diệt trừ bệnh bại liệt và dịch vụ y tế cần thiết và quản lý chấn thương trong một số cộng đồng dễ bị tổn thương nhất trên thế giới. Grain hy vọng sự tạm dừng này chỉ kéo dài 60 ngày chứ không lâu hơn. Tại một cuộc họp báo ở Washington vào ngày 22 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông tin về một khoản hỗ trợ mới của Mỹ dành cho một số quốc gia cho dịch viêm phổi Vũ Hán và nâng tổng số tiền tài trợ cho đại dịch này trong năm nay lên tới hơn 700 triệu đô la. Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, tính đến thời điểm ngày 16 tháng 4, Hoa Kỳ đã hỗ trợ y tế cho gần 4,5 triệu đô la để giúp chính phủ Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng thí nghiệm, kích hoạt giám sát dựa vào sự kiện và tìm kiếm ca bệnh, hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật cho công tác chuẩn bị và ứng phó, truyền thông về rủi ro, phòng tránh, kiểm soát lây nhiễm và các hoạt động khác. Trung Quốc vào hôm nay 23 tháng 4 công bố góp thêm 30 triệu đô la cho Tổ chức Y tế Thế giới, giúp cơ quan này có thêm nguồn ngân sách chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán. Cũng theo hãng tin AFP, Bắc Kinh đưa ra thông báo tài chính và tài trợ thêm cho Tổ chức Y tế Thế giới chỉ vài ngày sau khi Mỹ, nước đóng góp lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới, tuyên bố tạm dừng giải ngân để điều tra về cách xử lý đại dịch viêm phổi Vũ Hán của cơ quan y tế Liên Hợp Quốc này. Và Trung Quốc đã quyết định góp thêm 30 triệu đô la tiền mặt cho Tổ chức Y tế Thế giới cùng với khoản tài trợ 20 triệu đô la trước đó để hỗ trợ cuộc chiến toàn cầu với đại dịch viêm phổi Vũ Hán và củng cố thêm cho hệ thống y tế của các nước đang phát triển. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phát biểu tại cuộc họp báo vào hôm 23 tháng 4 như vậy. Bà Hoa cũng nói thêm việc đóng góp của Trung Quốc với cơ quan Liên Hợp Quốc thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng của chính phủ cũng như nhân dân Trung Quốc với Tổ chức Y tế Thế giới. Và phe Cộng hòa Mỹ cũng yêu cầu Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Theros từ chức vì những yếu kém trong phản ứng chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán. Nhưng giới lãnh đạo trên thế giới lại tiếp tục ủng hộ ông trong cuộc chiến để bảo vệ sức khỏe người dân trên toàn cầu. Đây là hình ảnh tượng Chúa Giêsu ở Rio de Janeiro ở Brazil nhân lễ phục sinh
được khoác lên trang phục của nhân viên y tế như để tôn vinh những người tuyến đầu chống dịch, cũng vì Chúa là người chữa lành bệnh. Theo quan điểm ở đây như vậy. Vào hôm 16 tháng 4, 17 nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã gửi thư kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng băng những khoản đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới cho đến khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros phải từ chức. Động thái trên thể hiện sự ủng hộ của đối ông Trump sau khi ông tuyên bố Mỹ sẽ ngừng đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới để chờ tiến hành một cuộc điều tra về cách ứng phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán của tổ chức này. Tại cuộc họp của nhà báo với Nhà Trắng vào hôm 14 tháng 4, Tổng thống Donald Trump nói Tổ chức Y tế Thế giới đã không đảm đương được nghĩa vụ cơ bản trong cuộc chiến chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán. Ông cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới đã quản lý quá yếu kém và che giấu sự đe dọa của dịch viêm phổi Vũ Hán, bao gồm việc lan truyền các thông tin sai của Trung Quốc về virus corona chủng mới SARS-CoV-2 khi cho rằng virus này không thể lây lan giữa người với người và khuyến nghị các nước không cần phải cấm đi lại. Ông cũng cho rằng việc Tổ chức Y tế Thế giới phụ thuộc vào các công bố của Trung Quốc có thể đã làm tăng số ca nhiễm virus corona lên gấp 20 lần. Và tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ngưng đóng góp tài chính cho quỹ của Tổ chức Y tế Thế giới ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như phe dân chủ tại Mỹ. Họ cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới có thể cần phải được cải tổ, nhưng ông Trump không nên gây khó khăn cho tổ chức này và mổ xẻ trách nhiệm của ông Tedros giữa lúc cuộc khủng hoảng COVID-19 vẫn đang ở giai đoạn cao trào của thế giới, cần sự điều phối của Tổ chức Sức khỏe Toàn cầu này. Tại cuộc họp trực tuyến vào hôm 16 tháng 4 của các lãnh đạo khối G7, cường quốc lĩnh công nghiệp, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhấn mạnh cần tăng cường sự hợp tác toàn cầu để ứng phó với dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho Tổ chức Y tế Thế giới. Trong thư gửi cho Tổng thống Donald Trump vào hôm 16 tháng 4, các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa cho biết họ đã mất niềm tin với ông Tedros, đồng thời đổ lỗi cho Tổ chức Y tế Thế giới và chính phủ Trung Quốc về mức độ trầm trọng của cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đang diễn ra hiện nay. Và họ cho rằng Tổ chức Y tế Thế giới đã lan truyền những thông tin sai do Trung Quốc cung cấp trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng dịch viêm phổi Vũ Hán. Và trong thư có đoạn viết như sau: điều này dẫn đến nhiều nước trên thế giới, bao gồm đất nước của chúng ta, phải chống lại dịch viêm phổi Vũ Hán với những thông tin thiếu hụt, khiến thời gian quý báu bị lãng phí. Trong thư cũng nêu ra rằng trước đây ông Tedros thường ủng hộ chính sách và các thông điệp tuyên truyền của Trung Quốc, và mối quan hệ gần gũi của ông với Trung Quốc đã làm xói mòn những khả năng phục vụ một cách vô tư của ông với tư cách là Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới. Và nhóm nghị sĩ cũng lưu ý Mỹ đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, dù Mỹ có số dân thấp hơn một số nước. Họ biết rằng Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới với hơn 893 triệu đô la Mỹ trong chu kỳ ngân sách 2 năm hiện nay của Tổ chức Y tế Thế giới. Trong khi đó, Trung Quốc đóng góp xấp xỉ 86 triệu đô la, tính cả khoản góp bắt buộc vào tự nguyện. Dù vẫn là ghi nhận vai trò quan trọng và có giá trị của Tổ chức Y tế Thế giới trong các chiến dịch bảo vệ về sức khỏe trên toàn cầu, đặc biệt là trong tình huống nhân đạo, nhưng họ đề xuất Tổng thống Donald Trump chỉ nên ủng hộ các khoản đóng góp tự nguyện cho Tổ chức Y tế Thế giới trong năm tài chính 2020, với điều kiện ông tổ chức giám đốc tổ chức này phải từ chức. Nhưng trái lại, phe dân chủ kịch liệt phản đối việc Tổng thống Donald Trump yêu cầu ngưng đóng góp cho Tổ chức Y tế Thế giới. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, một thành viên của Đảng Dân Chủ, nói rằng quyết định của Tổng thống Donald Trump là nguy hiểm và bất hợp pháp, và bà sẽ làm bất cứ điều gì trong quyền lực của bà để đảo ngược lại quyết định này. Đây là hình ảnh mọi người đang tận hưởng thời tiết ấm áp như mùa xuân vào ngày 22 tháng 4 tại Stockholm, trong khi Thụy Điển đang có 16.775 ca bệnh và 2.021 ca tử vong tính đến ngày 24 tháng 4. Bà cũng nói rằng vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới rất quan trọng trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán. Bà chỉ trích Tổng thống Donald Trump là một vị lãnh đạo yếu kém, thoái thác trách nhiệm về phản ứng không hiệu quả để ứng phó với dịch bệnh. Thế khó của Tổ chức Y tế Thế giới khi phải cân bằng ngoại giao. Giới phân tích cho rằng Tổng thống Donald Trump đang muốn biến Tổ chức Y tế Thế giới thành vật tế thần để lẩn tránh những chỉ trích về phản ứng chậm trễ của Nhà Trắng trong cuộc chiến chống dịch viêm phổi Vũ Hán, đã khiến Mỹ trở thành nước có số ca nhiễm và tử vong lớn nhất thế giới. Những chỉ trích này có thể khiến ông mất điểm trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Và thực tế, vào hôm 14 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới có chia sẻ những thông tin ban đầu từ các nhà nghiên cứu của Trung Quốc, nói rằng không có bằng chứng rõ ràng về khả năng virus corona lây nhiễm giữa người và người. Tuy nhiên,
đến ngày 23 tháng 1, tức 3 ngày sau khi Mỹ ghi nhận ca nhiễm đầu tiên, Tổ chức Y tế Giới đã chính thức cảnh báo về khả năng này. Về việc ông Theros ca ngợi Trung Quốc minh bạch và phản ứng nhanh chóng, giúp kìm hãm đà lây lan vi khuẩn và virus Vũ Hán, giới phân tích tỏ ra thông cảm vì ông cần dùng những lời ngọt để thuyết phục Trung Quốc mở rộng hợp tác. Và Devi, giáo sư y tế cộng đồng toàn cầu ở Đại học Edinburgh của Anh tin rằng Trung Quốc đã chỉ hoãn công bố thông tin ở giai đoạn đầu của cơn bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán. Song bà cũng cho rằng rất khó để có thể đổ phần lớn lỗi cho Tổ chức Y tế Thế giới về cuộc khủng hoảng dịch viêm phổi Vũ Hán hiện nay, vì tổ chức này phải tìm cách cân bằng ngoại giao để thuyết phục các nước cùng nỗ lực chống đại dịch. Tổ chức Y tế Thế giới không thể bắt buộc các nước chia sẻ thông tin về các cơn bùng phát dịch bệnh và chủ yếu trông chờ vào thiện chí hợp tác của chính họ. Và điều này ở những nước có thể chế thuộc Đảng Cộng sản, độc tài như Trung Quốc hay Việt Nam thì sự trung thực của thông tin sẽ chẳng bao giờ có được, vì họ phải che đậy để tiếp tục mị dân nhằm duy trì sự tồn tại của thể chế phi dân chủ mất tự do đang cai trị những người dân khốn khổ ở nơi đây. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .de ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 25 tháng 4 năm 2020, với bản tin Người Việt cùng hàng triệu cư dân mạng kêu gọi lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới từ chức. Các bạn hãy chia sẻ bản video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de